Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Uyên tổ chức tư vấn, khám bệnh và xét nghiệm tầm soát ung thư miễn phí cho cán bộ mặt trận xã phường và trưởng ban công tác mặt trận khu phố ấp trên địa bàn thị xã. Tại điểm khám, khoảng 60 cán bộ mặt trận được thực hiện xét nghiệm miễn phí tầm soát ung thư và được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn, tuyên truyền kiến thức về bệnh ung thư, hướng dẫn một số biện pháp phòng chống bệnh, tự kiểm tra sức khỏe. Qua chương trình giúp cán bộ mặt trận sớm phát hiện sớm, tăng khả năng điều trị bệnh, giúp tiết kiệm thời gian chi phí.